Chào mừng các anh em đã quay trở lại với video hôm nay. Để chào mừng bộ mặt mới của X-Studio, đội ngũ phát triển kênh sẽ gửi tặng tới các anh em một số món quà hấp dẫn là mã giảm giá trực tiếp sản phẩm hot đang có mặt trên nhà kho X, giảm tới hàng triệu đồng. Máy tính siêu nhỏ gọn mini PC chơi game ngon tích hợp bàn phím của HP giá chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng đúng sự kiện sẽ chúc anh em vui vẻ. Bây giờ sẽ là các thông tin mới nhất đã xuất hiện trong ngày hôm nay. Chào mừng các anh em đã quay trở lại và trong video rất thú vị chào mừng ngày phụ nữ. Chúng ta sẽ đến với một chủ đề khá hay ho liên quan đến hãng điện thoại được gọi là nổi nhất Việt Nam trong lịch sử. Sản phẩm thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi của ông Nguyễn Tử Quảng hiện kinh doanh ra sao? Ông Nguyễn Tử Quảng là CEO của tập đoàn công nghệ BKV, kinh doanh nhiều sản phẩm liên quan đến công nghệ. Trong những ngày đầu năm 2024, công ty cổ phần điện tử BSS vướng lùm xùm nợ lương người lao động, theo báo Lao Động đưa tin. Công ty này có người đại diện là ông Nguyễn Tử Quảng, đặt trụ sở tại ngõ 121 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông Nguyễn Tử Quảng được biết đến như linh hồn của tập đoàn BKV. Công ty BSS viết tắt của BKV Hardware Solutions được BKV chính thức công bố vào tháng 5 năm 2022. BKV cho biết BSS cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm điện tử, định hướng hoạt động như một nhà sản xuất ODM, giống mô hình của Foxconn. Trước đó, ông Nguyễn Tử Quảng đã thành lập công ty cổ phần Bifone Service vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 với vốn điều lệ 200 triệu đồng. Hoạt động chính trong mảng sửa chữa thiết bị liên lạc và điện thoại di động. Cơ cấu cổ đông của Bifone Service cũng tương tự như BKV GPT. Ông Nguyễn Tử Quảng nắm 98% vốn cổ phần, còn lại thuộc về ông Nguyễn Tử Quang và ông Nguyễn Tử Hoàng mỗi người 1%. Ông Quang đóng vai trò đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc. Doanh nghiệp này gợi nhớ đến Bifone, dòng sản phẩm điện thoại Việt ra mắt vào năm 2015 và từng gây chú ý với thông điệp được nhắc đi nhắc lại nhiều lần của ông Nguyễn Tử Quảng, thật tuyệt vời. Thật không thể tin nổi, nhiều ý kiến trái chiều bình luận về sản phẩm và những phát ngôn của ông Nguyễn Tử Quảng. Sau thời điểm đó, Bifone tiếp tục giới thiệu nhiều dòng sản phẩm khác. Ông Quảng từng kỳ vọng Bifone có thể lọt top 2 thị phần trong năm 2023. Được biết, hồi đầu 2022, ông Quảng tiết lộ đã bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng để phát triển Bifone nhưng chưa thu về đồng nào. Vắng bóng trên thị trường bán lẻ đã lâu, đến thời điểm mới nhất, khi truy cập các trang web của các đơn vị từng nhận lời bán Bifone tại Việt Nam hiện nay để tìm kiếm các dòng Bifone thì đa số đều trả kết quả là không kinh doanh hoặc không có thông tin. Từng có thời điểm hợp tác khăng khít và đặt kỳ vọng vào thành công của Bifone 2017, chuỗi thế giới di động đã ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh các sản phẩm Bifone. Cụ thể, trang thương mại điện tử của Tizen Di Đông vẫn trả ra các hơn 10 dòng Bifone, tuy nhiên, bên dưới chúng đều ghi dòng chữ không kinh doanh. Còn trên trang của FPT Shop cho ra kết quả của 5 dòng Bifone, nhưng cũng có chung hiển thị không kinh doanh như của Tizen Di Đông. Còn Di Đông Việt thì xuất hiện dòng thông báo sau khi tra cứu, rất tiếc, di động việt.vn không tìm thấy kết quả nào phù hợp với từ khóa Bifone. Chúng ta tiếp tục tìm đến trang web chính thức của Bifone, bpsone.vn, thì trang này vẫn hoạt động bình thường, các sản phẩm và giá của chúng được niêm yết đầy đủ. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 3 mặt hàng đang kinh doanh gồm Bifone A85 5G, giá 9,5 triệu đồng, A60, 5,3 triệu đồng và A50, 4,3 triệu đồng. Riêng Bifone A40, giá bán 3,4 triệu đồng, được thông báo là hết hàng. Các sản phẩm được bán trực tuyến và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Miễn phí vận chuyển, bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, website này giới thiệu. Hai sản phẩm công nghệ khác cũng có thông báo hết hàng là tai nghe EB, 1,5 triệu đồng và EB Pro, 2,1 triệu đồng. Trong đó, EB Pro được quảng cáo tiêu chuẩn chống nước đạt IP45. Nghe nhạc liên tục trong 5 giờ và có thể lên tới 18 giờ khi kết hợp với cây sạc, chỉ cần sạc 10 phút là có thể sử dụng liên tục đến 1 giờ. Và chống ồn, các sản phẩm khác trên web Bifone đa số còn hàng với mức giá bình dân đến tầm trung như củ sạc, cáp sạc, ốp lưng. Nhìn chung, có thể thấy mục tiêu chiếm được top 2 thị phần thị trường Việt Nam của Bifone đã thất bại hoàn toàn và bây giờ các mẫu điện thoại của BKAV cũng không còn được nhiều người biết đến như trước đây nữa. Có lẽ câu trả lời về cái kết dành cho thương hiệu điện thoại này sắp được giải đáp rồi.